Thị ủy Mỹ Hào cũng vừa tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy. Qua nửa nhiệm kỳ, tình hình kinh tế xã hội, xây dựng đảng và hệ thống chính trị của thị xã cơ bản đạt 13 trên 31 nhiệm vụ của 18 chỉ tiêu chủ yếu. Nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch như tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt ở các chi bộ đạt từ 85% trở lên, kết nạp đảng cho hơn 300 quần chúng. Tổng giá trị sản xuất ước đạt trên 81.000 tỷ đồng, tăng bình quân 9,7% trên năm. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt trên 6.100 tỷ đồng, tăng 17% trên năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,27%. Thực hiện thu hồi đất để triển khai 35 dự án đầu tư với tổng diện tích khoảng 447 ha. Đến nay, toàn thị xã có 13 trường học được công nhận đạt chuẩn quốc gia, 5 trên 6 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Thời gian tới, Đảng bộ thị xã Mỹ Hào điều chỉnh bổ sung một số mục tiêu chỉ tiêu theo hướng cao hơn, công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng thực hiện nghiêm minh, phấn đấu mỗi năm kết nạp thêm 170 đến 180 đảng viên mới, tập trung phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống văn hóa, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, phấn đấu đến năm 2025 xây dựng Mỹ Hào trở thành đô thị loại 3, 6 trên 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.